Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel OneBee Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong OneBee. Vậy cho nên anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vậy là cuối cùng, một số thông tin cơ bản đầu tiên của spoiler OneBee chapter 1061 cũng đã được công bố, với rất nhiều thông tin thú vị, đặc biệt là sự xuất hiện của tiến sĩ Vegapunk. Bởi sau hơn 25 năm thì Oda cũng đã cho nhân vật này xuất hiện. Và mới đây, một số thông tin đầy đủ của spoiler OneBee chapter 1061 cũng đã được công bố, với rất nhiều thông tin thú vị xung quanh nhân vật tự xưng là nhà khoa học tiến sĩ đề tài Vegapunk. Cùng với đó là thông tin lý do vì sao Luffy, Jinbei, Chopper và Bonnie tách khỏi băng hải tặc của Rome. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Hãy cùng mình đến với một vài thông tin bổ sung đầy đủ của spoiler OneBee chapter 1061 siêu hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra, những thông tin chi tiết và đầy đủ của chapter này sẽ được tôi cập nhật nhanh nhất ngay sau khi được xuất bản. Vậy cho nên anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Tên tiêu đề của chapter 1061 này là Hòn đảo tương lai Ethos. Và đây chính là hòn đảo mùa đông thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Vegapunk. Và đây cũng chính là hòn đảo tiếp theo mà băng hải tặc Murom đặt chân đến. Và có một sự trùng hợp thú vị là quê hương của tiến sĩ Vegapunk cũng là một hòn đảo mùa đông. Và đó là nơi mà thợ đóng tàu băng hải tặc Murom Franky đã ở và nâng cấp cơ thể trong suốt khoảng thời gian 2 năm time skip. Với việc đặt chân đến hòn đảo mới này thì có thể thấy đây là một màn nâng cấp sức mạnh cho Franky, thợ đóng tàu băng hải tặc Murom. Ngoài ra còn có một người nữa trong băng hải tặc Murom có sức mạnh khoa học, đó là Sanji, con trai của Vimorchet, người từng có thời gian làm chung với tiến sĩ Vegapunk nhiều năm về trước. Diễn biến đầu tiên trong một căn cứ hải quân ở gần đó, chúng ta thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ từng bị bắt cóc làm vật thí nghiệm cho nhà khoa học Shizakalau tại bên Hazard. Và theo những thông tin mới nhất thì một vài đứa trẻ đã trở lại bình thường sau khi được tiến sĩ Vegapunk chữa trị. Ngoài ra chúng ta còn thấy Smoker, Tatsuki cùng với một vài thành viên của tổ chức SWAT cũng đang ở đó. Và đó có thể đây chính là căn cứ chính của tổ chức hải quân bí mật này. Hebepo, người đi chung với Kobe trong đợt vây bắt nữ hoàng hải tặc Bo Hancock ở Amazon Relay trước đó cũng đã có mặt nơi này. Và Hebepo muốn mượn một vài người máy Seraphim của tiến sĩ Vegapunk để đi cứu và mang Kobe trở về. Và Kobe là người vừa bị tứ hoàng đau đen cùng với các thành viên trong băng hải tặc đau đen bắt cóc ở chapter 1059 trước đó. Với việc xuất hiện thông tin này thì tôi khá tò mò liệu Hebepo đã xin ý kiến với ai về việc mượn những tên người máy Seraphim này. Liệu đó có phải là tiến sĩ Vegapunk hay không, hay là người đứng đầu tổ chức Edwards của hải quân? Thật sự tò mò. Bởi trước đó tất cả chúng ta đều thấy được sức mạnh của những thành viên của tổ chức CP9 thuộc chính quyền thế giới, tất cả đều rất mạnh. Tôi hy vọng người đứng đầu của tổ chức hải quân ngầm Edwards này sẽ là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong hải quân, ví dụ như cựu tiến sĩ đô đốc Senoku hay tổng tư lệnh Công. Quay trở lại với diễn biến của băng hải tặc Murom, theo đó Luffy, Jinbei, Chopper và Bonnie đã bị tách khỏi băng hải tặc Murom. Và trong video spoiler trước đó, tôi đã dự đoán rằng tất cả đã đi cứu Sabo, nhưng đã không đúng. Và theo những thông tin mới được cập nhật thì Jinbei đã cứu Luffy, Chopper và Bonnie khỏi đuối sau khi cả ba bị gió cuốn trôi đi và cùng nhau rơi xuống biển, bởi cả ba đều là những người ăn trái quỷ, không thể nào bơi được. Để đầu cuối chapter, một cô gái xuất hiện và tự nhận mình là tiến sĩ Vegapunk, một thông tin khiến tất cả chúng ta vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó tất cả đều nghĩ rằng tiến sĩ Vegapunk là nam chứ không phải nữ. Và Kobe cho đến đô đốc màu tím Furitora hay thậm chí là đô đốc màu xanh Aramaki đều đã gọi Vegapunk là ông, tức là một người đàn ông. Liệu cô gái này có phải là một phiên bản tiếp theo giống Yamato tại Wano hay không? Hay nhân vật này sẽ có một thân phận khác khiến tất cả chúng ta vô cùng bất ngờ, ví dụ như là con gái của tiến sĩ Vegapunk hay là thư ký của tiến sĩ Vegapunk như nhiều người đã dự đoán trước đó. Và tôi thật sự tò mò nhân vật nữ mới xuất hiện này. Ngoài ra theo những thông tin mới được cập nhật thì sẽ có rất nhiều điều thú vị xung quanh nhân vật nữ tự xưng là tiến sĩ Vegapunk này. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau không có chapter mới. Trên đây là những thông tin bổ sung đầy đủ của spoiler OneBee chapter 1061. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.